Bí ẩn về cái chết của Bao Công Bao Công sinh năm 999, mất năm 1062, tên thật là Bao Trừng, chữ là Hy Nhân, quê gốc ở Lư Châu, Hợp Phì, Trung Quốc. Ông là vị quan nổi tiếng dưới thời Hoàng đế Tống Nhân Tông. Sinh thời, Bao Công hay còn gọi là Bao Thanh Thiên, được người đời nhớ đến là vị quan cương trực, không sợ quyền thế và dũng cảm đứng lên can gián cả nhà vua khi xét xử các vụ án, Bao công không bao giờ đối xử đặc biệt với bất cứ người nào, ngay cả khi vụ án có liên quan đến giới quý tộc quan lại, thành viên hoàng tộc đức cao vọng trọng. Chính vì vậy, Bao công được người dân nhà tống và hậu thế ca ngợi và yêu mến. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về cuộc đời của Bao công, nhiều người đặt ra nghi vấn về cái chết bí ẩn của ông. Theo sử sách, Bao công qua đời ở tuổi 64 khi đang giữ chức khu mật phó sứ. Với những đóng góp to lớn cho triều đình, Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, ban thụy hiệu cho bao công là hiếu túc. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, thi hải bao trưởng được đưa về quê cũ Lư Châu để an táng. Trên mộ phần của bao công ở Đại Hưng Tập ngoại ô thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy có khắc dòng chữ hé lộ nguyên nhân tử vong của vị quan thanh liêm này. Năm gia hữu thứ bảy, tháng 5, ngày kỷ mùi, tức ngày 12 tháng 5 năm 1062 ra làm việc, phát bệnh nên quay về. Hoàng thượng sai sứ ban cho thuốc tốt đến ngày tân mùi, tức ngày 24 tháng 5 năm 1062 thì không dậy được nữa, nội dung viết trên mộ trí của bao công. Theo đó, công chúng biết được bao công đột ngột đổ bệnh, sau 13 ngày phát bệnh, ông qua đời. Tuy nhiên, căn bệnh nào đã đoạt mạng bao công không được đề cập đến khiến công chúng ngày càng tò mò hơn. Có một số giả thuyết cho rằng bao công có thể chết vì bị kẻ thù đầu độc bằng thạch tín. Do chất độc quá nguy hiểm nên dù được nhà vua ban thuốc tốt thì sức khỏe của ông không thể tốt hơn. Cuối cùng, Bao Công qua đời. Để giải mã nguyên nhân tử vong của Bao Công, các nhà khoa học tiến hành kiểm tra bộ hài cốt của viên quan này được tìm thấy trong mộ cổ ở Đại Hưng Tập. Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy hàm lượng các nguyên tố thủy ngân, sắt và canxi trong xương của Bao Công cao hơn nhiều so với xương của người hiện đại. Trong khi đó, hàm lượng trì và thạch tín lại thấp hơn người bình thường. Thông tin này giúp các chuyên gia bác bỏ thông tin bao công chết vì bị đầu độc bằng thạch tín. Từ đây, một số chuyên gia đưa ra suy đoán rằng bao công có thể tử vong do mắc bệnh về tim mạch hoặc bị đột quỵ nên phát bệnh rồi tử vong chỉ sau 13 ngày nằm trên trường bệnh. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin bí ẩn về cái chết của Bao Công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.